Alo, xin chào các bạn. Hôm nay tôi trình bày cho các bạn cái kỹ thuật phân tích dữ liệu bằng pivot table ở trong Excel. Thì các bạn biết là trong Excel thì pivot table là một cái công cụ giúp cho các bạn có thể thống kê tổng hợp tính toán dữ liệu trong các cái hoạt động về phân tích dữ liệu. Thì pivot table sau khi các bạn tổng hợp dữ liệu bằng pivot table thì các bạn sử dụng pivot chart để các bạn có thể vẽ đồ thị trực quan hóa cái dữ liệu mà các bạn thống kê ở trong pivot table. Thì để các bạn dễ hiểu thì trong cái minh họa này tôi sử dụng cái pivot table trong cái phân tích dữ liệu bán hàng của một cái dữ liệu về bán hàng của một cái công ty. Thì ở đây tôi giới thiệu sơ qua cho các bạn cái dữ liệu này. Thế thì đây là cái dữ liệu bán hàng của công ty, nó gồm có khoảng 50.000 cái đơn hàng. Ở đây nó có hơn 51.000 cái đơn hàng. Thì mỗi một cái đơn hàng nó sẽ có những cái thông tin như là cái order ID, tức là cái đơn, cái gọi là cái số đơn hàng này, rồi ngày đặt hàng này, rồi ngày ship hàng này, rồi ship mode này, cái loại ship này, rồi cái mã khách này, tên khách này, nhóm khách này, rồi những cái thuộc tính liên quan đến là rất là quan trọng như là cái vùng này, thị trường này, rồi mã sản phẩm này, rồi ở đây ta có là tên sản phẩm này, cái tên sản phẩm, rồi có một số cái thông tin như là cái nhóm sản phẩm, subcategory, category, tức là đây là cái nhóm sản phẩm, đây là cái nhóm nhỏ hơn, rồi cái doanh số bán, rồi cái số lượng, rồi cái chiết khấu, rồi cái đây là cái lợi nhuận, rồi một số cái thông tin về ship, ví dụ như là tình trạng ship hàng, ví dụ như ship sớm, ship muộn, rồi ở đây là cái thứ tự ưu tiên của cái đơn hàng. Thế thì đầu tiên á là ta sẽ thông qua từng cái truy vấn thì ta sẽ giúp cho các bạn có thể vừa phân tích và vừa vẽ làm pivot table và pivot chart luôn. Thế thì cái truy vấn đầu tiên là các bạn hỏi câu các bạn là tổng cái lợi nhuận profit ấy, của từng cái nhóm hàng và theo từng cái thị trường. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là ở đây ta sẽ thấy là ở đây ta có 5 cái thị trường này, cái market là có 5 cái thị trường đây, châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, rồi thị trường liên quan đến là Trung Mỹ, rồi Mỹ Latin, rồi châu Phi, ví dụ thế. Thì ở đây ta có 3 cái nhóm hàng là furniture, office supply và technology. Thế thì người ta yêu cầu các bạn như thế này thì các bạn làm sử dụng cái pivot table và chart như thế nào? Thì đầu tiên là các bạn vô insert này. Thì trong này nó có một là pivot table và pivot chart, thì các bạn có thể chọn cái pivot chart và pivot table này luôn. Thì ở đây ta sẽ thấy ở đây thì trong này là nó ra hỏi bạn là bạn chọn cái vùng dữ liệu của bạn phân tích, thì ở đây nó chọn sẵn hết các vùng rồi, còn không thì các bạn có thể muốn phân tích trong vùng nào đó thì các bạn chọn lại. Rồi ở đây là cái kết quả phân tích thì để trong một cái sheet mới hoặc là trong một cái sheet chung với cái sheet data này, thì thông thường ta để trong một sheet mới thì ta ok. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái màn hình nó như thế này. Thì cái pivot table và pivot chart á, thì đây là cái pivot table, tức là dữ liệu nó sẽ tổng hợp dữ liệu ở dạng đây bảng này, dòng cột. Còn đây là cái pivot chart là cái đồ thị mà nó hiển thị cái dữ liệu này. Thế thì cái đầu tiên á là ở đây thì ta sẽ lấy một cái ví dụ ở đây, là đây là ta lấy cái ví dụ này, tức là người ta yêu cầu là tổng cái lợi nhuận của từng cái nhóm hàng, cái category này, và theo từng thị trường. Thế thì ở đây các bạn sẽ, ở đây là bên này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái hộp hội thoại ở đây. Thế thì nó hiển thị tất cả các cái cột của ở đây. Thì các bạn có thể kéo thả ở đây vào đây cũng được này, column row này, thì tương ứng như các bạn kéo thả column row ở trên này thôi. Còn đây là cái value, tức là cái vùng ở giữa này là để chứa cái giá trị, thì các bạn có thể kéo thả ở đây cũng được. Đấy. Thế thì ở đây là đầu tiên là ta sẽ lấy cái từng cái nhóm hàng, từng category, các bạn có thể kéo thả vào trong cái dòng này đó, dòng đây là các cái nhóm hàng, thì các bạn sẽ thấy nó có ba cái nhóm hàng này, furniture, office supply và technology này, rồi từng thị trường. Như vậy các bạn có thể theo cái thị trường, tức là cái market này các bạn có thể kéo, các bạn thả trên column này. Đấy, như vậy là các bạn sẽ thấy nó có 5 cái thị trường, thì có 5 cột ở đây. Và cái mà cái giá trị ở trong cái ô này, tức là cái ở đây là tổng cái lợi nhuận, thì các bạn sẽ kéo cái cột lợi nhuận profit này, các bạn kéo và các bạn thả vào đây. Thì các bạn thả ở đây cũng được, còn không thì các bạn sẽ kéo thả xuống đây cũng được, tại vì cái này nó giống nhau. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy ở đây là gì, ở đây là
ta sẽ có là đây là cái chart của nó, tự động nó hiển thị lên cho các bạn là cái chart nó như thế này. Đó, như vậy đây là ta, ở đây là ta sẽ thấy cái gì? Tức là đây là cái dữ liệu trong pivot table. Còn nó dựa vào cái dữ liệu này á, là nó sẽ vẽ ra cho các bạn một cái chart như thế này. Thì các bạn xem thử là nó phù hợp chưa để các bạn có thể đổi lại. Ví dụ như trong trường hợp này người ta yêu cầu là cái từng cái như vậy là ở đây là ta đổi dòng thành cột đi, ví dụ như thế, thì các bạn sẽ thấy là trong này nó có cái đổi dòng thành cột này, thì các bạn bấm vào là switch ground to column thì các bạn có thể chuyển dòng thành cột đó, thì các bạn sẽ chuyển dòng thành cột là nó sẽ như thế này, tức là thay vì là cái này nó chuyển dòng thành cột thì các bạn thấy các bạn dữ liệu nó như thế này thôi. Rồi các bạn ở đây là sau đó là các bạn trang trí lại cho nó phù hợp, ví dụ như ở đây là ta hiển thị cái level lên chưa, và ta đưa cái bảng này ra và ta đánh các cái tiêu đề lên thôi. Thì ở đây ta sẽ thứ nhất là ta hiển thị cái label lên, thì các bạn sẽ chọn vào đây, các bạn chọn là data label này. Đấy. Thì các bạn chú ý là các bạn có thể format này lại, format lại cho nó dễ nhìn nha. Ví dụ như ở đây là ta, ở đây ta sẽ format cái này lại, thì ta bấm đây, ta bấm value. Thì ở đây là các bạn có thể là thay, ở đây là các cái hàm tính toán thì mặc nhiên nó dùng hàm sum này, thì các bạn cũng có thể sử dụng lại các cái hàm tính toán khác, các cái độ đo như là đếm rồi trung bình max min vân, thì các bạn tập hợp về đây người ta tính tổng nên chọn sum thôi. Còn các bạn có thể sử dụng các cái hàm tính toán khác, tôi đẩy format, tôi chọn số và tôi format lại cho nó dễ nhìn thôi. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái như thế này. Rồi ví dụ như là các bạn ví dụ như là tôi thêm cái tiêu đề của cái đồ thị vào đây, tôi thêm cái tiêu đề của cái đồ thị và các cái trục vào đây, ví dụ như thế. Rồi thậm chí các bạn thêm cái bảng dữ liệu ở dưới này, này các bạn sẽ thêm các bảng ở dữ liệu như như này. Thì ở đây ta sẽ sửa lại thôi. Ví dụ như là ở đây thì cái này thì ta ở đây là ta sửa lại, ở đây là tổng cái gọi là sum of profits profit đó. Còn cái này thì cái tiêu đề của đó là cái ta ghi là sum of profits theo từng cái category, tức là từng cái nhóm hàng, từng cái category và cái thị trường, cái market đó. Thì các bạn rồi thì ở đây thì cái đầu tiên nên tôi chỉ cho các bạn một số cái format thôi, chứ còn cái sau thì ta sẽ ví dụ như thế. Thì sau đó là rồi thế thì ở đây ta có thể điều chỉnh lại một chút cho nó dễ nhìn. Ví dụ như ta có thể là không hiển thị mấy cái nút này, rồi các bạn có thể điều chỉnh mấy cái chú thích này chỗ nào cho nó phù hợp thôi. Đó thì cái này các bạn thậm chí là các bạn có thể sắp xếp lại sau đó cho nó phù hợp. Cái này các bạn tự các bạn làm thôi. Thì ở đâu là ta sẽ có một cái chart kiểu như thế này. Thì cái ở đây là đây, để ta cho nó nhỏ lại một xíu. Thế ở đây là ta có một cái chart như thế này. Rồi. Thế thì bây giờ sau khi các bạn làm cái chart này xong á, thì các bạn điều chỉnh lại sao cho nó đẹp một chút nha. Thì cái này nó các bạn làm thì nó cẩn thận từ từ làm. Thế thì ở đây ta sẽ sau cái trục này thì các bạn có thể ghi vào đây cái gì đó, ví dụ như là thị trường market chẳng hạn. Thì ở đây là sau các bạn có cái tiêu đề xong thì ở đây ta coi như xong, người ta copy thì xong rồi. Qua đây các bạn chú ý cho tôi cái chỗ này là khi các bạn paste vô á, thì các bạn chú ý là các bạn chọn cái chế độ là paste về base pencil này, và các bạn chọn base theo kiểu hình ảnh nhé. Hình ảnh thì sau này các bạn nó không bị đổi, chứ còn các bạn base nguyên cái đồ thị ở cái định dạng đồ thị á, thì khi đó các bạn sẽ thấy là khi các bạn sửa ở trong cái pivot thì nó sẽ sửa, cho nên các bạn copy dán ra thì các bạn dán ở cái dạng hình ảnh ấy. Đó thì cái này thì tôi nói sơ bộ như vậy các bạn, đây là một cảnh rồi. Thế thì đây là cái thứ nhất chưa, cái là cái truy vấn thứ nhất. Thế thì cái truy vấn thứ hai á, thì các ở đây là người ta yêu cầu là phần trăm lợi nhuận mà theo từng nhóm hàng, phần trăm lợi nhuận theo từng hàng. Thì cái chỗ này tôi chỉ phân tích cho các bạn và tôi vẽ thôi, chứ tôi không copy qua đây, thì các bạn tự copy lấy. Ở đây là lợi nhuận theo từng cái nhóm hàng, người ta có ba nhóm hàng này: furniture, office supply và technology. Thì đây là phần trăm lợi nhuận, và cái đồ thị này là cái đồ thị donut chart, tức là một dạng của cái đồ thị bánh ấy. Thế thì ở đây ta sẽ
làm lại. Thế thì ở đây ta sẽ là lấy cái đi lên, và ở đây là phần trăm của cái lợi nhuận nhé, mà theo từng cái nhóm hàng. Đấy, thì tiêu đầu tiên là ta sẽ lấy cái category, cái là từng cái nhóm hàng này này, ta bỏ vào đây rồi, và ta lấy cái lợi nhuận, thì ta sẽ lấy cái profit, ta lấy cái profit ta bỏ xuống chỗ này, là profit là cái value này. Đấy, và tất nhiên là các bạn dùng cái hàm là cái hàm sum. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ thấy ở đây là ta sẽ có cái lợi nhuận này đó. Thế thì ở đây các bạn sẽ chú ý là ta không cần cái mấy cái này nữa, thì ta sẽ bỏ đi mấy cái này rồi. Các cái tiêu đề của đồ thị để các bạn sửa lại cho nó phù hợp. Thì sau đó là ta sẽ thấy ở đây là bây giờ ta sẽ dùng phần trăm, thì các bạn là ở đây các bạn có thể chọn cái này, và các bạn chọn vô đây thì các bạn bấm phím phải chuột thì nó có cái phần chỗ này, tức là cái đó là ở đây ta có thể thay đổi các cái độ đo này, max min sum này, nhưng cái chỗ mà sau value add này thì các bạn chọn là grand of total, phần trăm này. Đấy, của tổng. Đấy, phần trăm của tổng, thì các bạn sẽ thấy đây là nó là phần trăm. Thì sau đó các bạn đổi lại cái loại đồ thị cho nó phù hợp thôi. Ví dụ như các bạn vào đây rồi các bạn có thể chọn lại cái đồ thị, ví dụ đồ thị bánh này, thì ở đây có mấy cái loại này, loại ví dụ như là donut là cái loại này. Ví dụ các bạn sẽ thấy đây là nó có loại donut kiểu như thế này. Thế thì ở đây là các bạn sẽ là cái này, thì ở đây là tôi xóa cái này đi. Thế thì ở đây là các bạn sẽ làm tương tự như vậy thôi. Thì các bạn có thể là ở đây thì sau đó là các bạn sẽ đưa thêm cái phần trăm này vô. Ví dụ như các bạn bấm ở đây, các bạn có thể cho phần trăm vô. Thế thì và các bạn có thể điều chỉnh lại cái này cho nó đẹp đó, ví dụ thế. Thế thì các bạn sẽ thấy là ở đây là ở đây ta thấy là cái technology là nó chiếm đến 45% này, vân vân. Thì cái này đây, và các bạn có thể sửa lại cho nó đẹp, các cái format lại cho nó đẹp thôi. Thì cái này tôi nói cho các bạn cách các bạn làm như vậy. Thì đây ta có thể làm là theo cái này. Đấy, thì gọi là cái phần trăm lợi nhuận theo từng cái category, thì các bạn có thể làm nó như vậy. Sau đó các bạn điều chỉnh lại format lại thêm các cái tiêu đề và cho nó dễ nhìn. Tiếp theo là các cái bạn phần trăm lợi nhuận mà theo từng nhóm hàng và từng nhóm khách hàng. Thế thì các bạn sẽ thấy đây là cái lợi nhuận này, người ta sẽ như vậy là ta sẽ có ba cái nhóm hàng này. Đấy, và trong từng nhóm hàng thì là từng cái nhóm khách hàng á thì nó mang lại lợi nhuận bao nhiêu phần trăm. Thì có nhóm khách hàng là cái cột customer segment đi đây. Thế thì ở đây đầu tiên ta sẽ phân tích và vẽ cái này. Thế thì ở đây ta xóa cái này đi nha. Thì các bạn ở đây là ta sẽ tương tự như vậy, là đầu tiên ta sẽ lấy cái như vậy ở đây, thì các bạn có thể chúng là ta lấy từng cái nhóm hàng này, ta kéo vào trong cái dòng này. Đấy, và từng cái nhóm khách hàng như vậy là cái phần segment này, từng nhóm khách hàng. Và cái lợi nhuận ấy, thì các bạn sẽ lấy vào, các bạn bỏ vào trong cái các bạn là bỏ vào trong cái profit này. Đấy, tôi bỏ vào đây. Đấy, các bạn kéo, các bạn thả vào đây cũng được nha, tại vì các bạn thả ở đây thì nó cũng tự động nhảy vào đây thôi. Thế thì ở đây là ta sẽ chọn là cái tính lại, là ta sẽ sử dụng cái phần trăm nha. Ta sử dụng cái phần trăm, thì ở đây các bạn sẽ phần trăm thì nó có nhiều loại nha. Ở đây là ta sẽ hình dung như là người ta yêu cầu là phần trăm, là ví dụ như là trong này á, là với cái nhóm hàng technology á, thì cái nhóm người người dùng á, là consumer là 45%, như vậy tổng cái này là 100%, tức là tổng theo cột, được chưa? Thì các bạn có thể sử dụng cái phần trăm này, là ở đây là ta sẽ chọn cái này và ta ghi là phần trăm, cái không phải tổng thể nữa, mà phần trăm theo cột này, đấy, percent of column total này đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó phần trăm này, sau đó các bạn vẽ thôi. Thế thì ở đây là sau đó làm các bạn vẽ, thì ở này thì các bạn có thể dùng cái này, cái đồ thị này. Rồi là ở đây là ta sẽ thấy ở đây là từng cái nhóm hàng đây, các bạn sẽ thấy là từng cái nhóm hàng ở đây đấy. Thì cái này các bạn có thể sắp xếp lại sau đó cho nó phù hợp đó. Rồi là từng cái nhóm hàng thì mỗi một cái thanh đó là đại diện cho một cái nhóm khách hàng.
Đó, thì các bạn thấy ở đây rồi. Thì sau đó là các bạn sẽ thêm các cái tiêu đề vô, ví dụ ta thêm cái này vô nè, đó. Cái label này ta thêm cái bảng dữ liệu vô, vân vân, và các bạn sửa lại. Các bạn có thể sửa lại. Thì ở trên này nó có cái bảng dữ liệu đây. Các bạn có thể có thấy là trên này nó có cái dữ liệu ở HTML này. Đây, và ở đây thì các bạn chỉ cần vẽ cái đó cho nó đúng, cái vẽ cái này cho nó đúng thôi. Thì các bạn có thể có một cái đồ thị kiểu như thế này, là giúp cho người ta có thể theo dõi được là trong từng cái nhóm hàng thì từng nhóm khách hàng người ta đóng góp bao nhiêu phần trăm vào cái lợi nhuận của công ty. Thì cái này là cái truy vấn thứ ba, thì giúp cho các bạn có thể phân tích như vậy. Ở đây là cái tình trạng ship hàng. Thế thì cái tình trạng ship hàng ở đây á, là ta muốn biết được là ship sớm, ship trễ bao nhiêu phần trăm. Ví dụ thế, thì ở trong này ta sẽ sử dụng cái như vậy là tôi sẽ bỏ hết lại cái này, tôi sẽ làm lại cái này. Thì ở đây ta sẽ thấy là ở đây là cái bài vốt chat của mình nó như thế này. Ồ, vì sao nó bị tắt ra? Cái này nó bị Excel của tôi tự nhiên nó lại tắt. Tắt cái làm lại, thì tôi làm lại nhé. Thì ở đây ta sẽ tương tự như vậy, ta sử dụng cái bài vốt này. Thế thì ở đây là ta sẽ tương tự như vậy, thì ta tiếp tục cái câu này nhé. Tức là ta sẽ lấy cái tình trạng ship hàng và bao nhiêu phần trăm, mà bao nhiêu phần trăm. Thì ở đây ta sẽ lấy cái ship status này ta bỏ vào đây, và ta sẽ đếm đếm ở đây là ta lấy từng cái order này, ta sẽ đếm đếm. Bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây là nó có ba cái trạng thái này: ship sớm này, ship trễ này, và ship đúng này. Thì ở đây các bạn sẽ tổng cộng cái số hóa đơn là 51.290 cái hóa đơn, trong đó chừng này cái hóa đơn nó chia làm ba loại đây. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phần trăm, bởi vì chúng ta muốn là phần trăm, như vậy là phần trăm of total. Thế thì ở đây các bạn sử dụng cái này, và các bạn đổi lại cái này thôi. Vậy các bạn có thể là đổi lại cái này, là ta đổi lại theo cái hình này đó. Thì các bạn có thể chọn cái gì đó. Thì ở đây là cái tình trạng ship hàng đó. Thì các bạn thêm vô, ví dụ như là ta thêm vô cái này bao nhiêu phần trăm đó. Thì ở đây là ship sớm, ship muộn, ship trễ. Thì cái này thì đơn giản thôi, thì các bạn có thể là ẩn hết cái này đi, sau đó các bạn có thể thêm các cái tiêu đề, các cái chú thích vô lại cho nó là cho nó đẹp đấy. Thì cái này thì chắc là đơn giản, tức là các bạn sẽ tính ra cái, tức là các bạn vẽ cho biết là cái tỷ lệ phần trăm của ship sớm, ship muộn, ship trễ. Thế thì ở đây là ta sẽ có một cái là doanh số bán hàng mà theo quý, tức là trong ở đây các bạn sẽ thấy này, cái doanh số bán hàng ta có ba cái nhóm hàng, và mỗi nhóm hàng thì đại diện một đường, và các bạn sẽ thấy ở đây là nó có 4 năm, từ năm 2014 đến 2017. Thì trong 4 năm này thì mỗi năm nó chia ra từng quý, như vậy các bạn có thể đây là, thì ở đây ta sẽ làm là ta sẽ ở đây tôi sẽ bỏ hết cái này đi nha. Thì các bạn hình dung là ta có thể làm lại cái này, là đầu tiên á, là ta sẽ lấy cái năm là ta lấy cái năm thời gian ta bỏ xuống đây. Thì các bạn sẽ thấy đây là ta sẽ lấy cái thời gian, cái order day này nè, ta bỏ xuống đây đó, bỏ xuống đây. Thế thì nó có năm, có quý, có tháng, ví dụ thế. Thế thì ở đây ta sẽ thấy là năm, thì trong cái năm này á thì các bạn có quý, và trong quý này á, thì ví dụ như thế, ta bỏ cái, ta chỉ lấy năm với quý thôi. Vậy các bạn sẽ thấy năm 2014 này. Rồi các bạn là ở đây là ta là tổng cái doanh số bán, như vậy các bạn sẽ kéo cái cột doanh số sale này được chưa, là các bạn bỏ vào cái cột value này đấy. Và cái này thì các bạn đổi lại cái loại đồ thị này cho nó phù hợp nha. Cái loại này ta dùng cái đường đi, ta dùng cái đường này đó, ta dùng cái đường đấy, ví dụ thế, dùng cái đường. Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây là ví dụ như năm 2014 này, năm 2015 này, năm 2016 đấy, năm 2017 này, thì các bạn sẽ thấy là từng quý nó như thế này. Thế thì ở đây tôi cho nó to lên một chút, và các bạn ở đây là các bạn từng cái nhóm hàng nó là một cái đường. Thì các bạn lấy cái category này, lấy cái category các bạn bỏ vào cái phần legend này, thì các bạn sẽ thấy là đây có là cái
ba cái đường, nếu mà mỗi đường nó đại diện cho một cái này, và ở đây các bạn sẽ thấy là cái thời gian của nó là theo từng quý một đây, thì các bạn format lại cho nó dễ nhìn thôi. Đấy, cái này thì các bạn format lại như vậy, cái này nó giúp cho các bạn có thể theo dõi được là gì, là trong từng cái trong 4 năm này á, thì cái biến động về doanh số của ba cái nhóm hàng đấy, nó biến đổi như thế nào và theo từng quý thì nó như thế nào. Đấy, các bạn có thể nhìn, và thậm chí các bạn có thể nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy một cái hiện tượng là nếu phân tích sơ bộ thì các bạn thấy là gì, là cái thường quý 1 nó hay thấp này, đấy, quý 1 nó hay thấp, nhưng mà quý 4 này là khá cao. Các bạn thấy các năm quý 4 đều cao này, đấy, và quý 1 thì nó thấp, ví dụ thế. Thì các bạn có thể nhận ra một số cái xu hướng. Thế thì ở đây là như vậy, là các bạn có thể vẽ cái đồ thị đường này đấy, để mô tả cái doanh số theo các năm từng quý. Thì ở đây là cũng tương tự như vậy, thì các bạn sẽ tổng cái lợi nhuận mà theo từng năm. Thì ở đây các bạn thấy là mỗi năm là một đường, mỗi năm nó là một đường, và cái mỗi một năm như vậy ta có 4 năm, ở đây là 4 đường và cái tổng lợi nhuận thôi. Thế thì ở đây các bạn sẽ sửa lại một chút. Như vậy là tổng lợi nhuận, đầu tiên là các bạn lấy là lợi nhuận nha. Bây giờ ta sẽ lấy cái lợi nhuận profit này các bạn bỏ xuống đây. Và ở đây là cái như vậy là các bạn là ở đây là ta cần là gì? Tức là các bạn sẽ sum quả cái này theo từng năm một. Đây, và cái này là theo từng tháng. Đây. Thế thì ở đây các bạn sẽ lấy cái đường này, cái đường mà cái thời gian này các bạn thả xuống đây. Và các bạn chọn ở đây các bạn chỉ giữ lại là tháng. Đó, các bạn sẽ giữ lại tháng, và ở đây các bạn sẽ mỗi năm một đường, thì các bạn sẽ legend, tức là theo từng năm. Đấy, các bạn sẽ thấy là có mấy năm đây. Thì ở đây các bạn và ở đây các bạn dữ liệu thì cái data table nó nằm ở trên đây. Chưa? Các bạn có thấy là dữ liệu nó tổng hợp trên cái bảng này. Tôi kéo to lên một chút cho nó dễ nhìn thôi. Đấy, thì các bạn thấy hình dung ở đây là đây. Thì cái đường này nó như thế này, thì ở đây các bạn có thể hình dung được ta thêm vô cái bảng thôi. Cái này các bạn có thể thêm cái dữ liệu vô, data table vô, thì các bạn sẽ thấy các bạn ở đây. Thì tất nhiên các bạn phải định dạng lại cho nó đẹp, rồi cho nó phù hợp. Ví dụ như dữ liệu này nó khó nhìn thì các bạn cũng phải format lại. Ví dụ như là ở đây thì các bạn phải format cái này lại cho nó dễ nhìn nè. Đó, ví dụ như các bạn format lại tiền tệ hoặc cái gì đó cho nó dễ nhìn. Đó. Tôi ví dụ như thế, thì để cho các bạn sẽ thấy cái dữ liệu dưới này nó dễ nhìn hơn. Ví dụ như thế thì các bạn sẽ có một cái đường. Thì ở đây là cái như người ta nói là của technology thôi, tức là cái chỗ này người ta yêu cầu là của technology, tức là cái chỉ có cái nhóm hàng technology thôi. À, các bạn chú ý chỗ này nhé. Thì các bạn lọc lại theo cái technology, thì các bạn kéo cái products các bạn kéo cái nhóm hàng xuống. Ví dụ như là cái nhóm hàng ở đây là cái category này, thì các bạn kéo xuống đây, thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở trên này một cái biểu tượng lọc này. Đấy, ở đây là cả ba cái nhóm hàng, thì các bạn chọn vào đây và các bạn chỉ lọc cái nhóm hàng là technology thôi. Thì các bạn ở đây các bạn sẽ lọc cái nhóm ra cái nhóm hàng technology, thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái đồ thị mà nó của technology. Đấy, thì các bạn chú ý chỗ này một chút, là các bạn có phải lọc ra, tại vì nó có ba cái nhóm hàng, nhưng người ta yêu cầu các bạn là gì, người ta yêu cầu các bạn là của cái nhóm hàng technology. Các bạn chú ý cái tiêu đề này này, tức là cái tổng cái lợi nhuận của cái nhóm hàng mà theo từng năm. Từng năm thì có ở đây ta có mấy năm thì mấy đường đây, thì cái chỗ này các bạn chú ý là các bạn lọc ra một chút nữa, tức là các bạn chỉ cần đưa cái các bạn muốn lọc cái gì thì các bạn đưa vào trong cái phần filter này thôi. Thì đó chính là cái mà cái truy vấn số 6. Cái truy vấn số 7 là tổng doanh số theo từng category và từng sub category. Thì các bạn chú ý với tôi là ở trong này nó có mấy cái chiều này. Cái chiều thứ nhất là cái ở đây là cái mức ngoài cùng là từng nhóm hàng, thì trong từng nhóm hàng này thì từng nhóm hàng nhỏ nó có cái tổng doanh số là bao nhiêu. Thì cái này các bạn chú ý một chút, là cái này cũng gọi là cái phân tích nhiều cấp độ và đa chiều đây. Thế thì ở đây tôi bỏ hết cái này nha, và ở đây là tôi lấy như vậy, là ở đây tôi bỏ hết này, và người ta yêu cầu là lấy trong từng cái nhóm hàng category, thì từng cái nhóm mà ở đây là từng nhóm hàng sub category nó như thế nào. Thì các bạn sẽ sử dụng hai cái cột này, và sau đó các bạn là lấy tổng cái doanh số bán, tổng doanh số bán đó là sum sale. Thì ở đây là các bạn thả vào đây đó,
các bạn chọn lại cái đồ thị cho nó phù hợp, vì cái đồ thị này là thường nó là cái đồ thị cột để cho nó dễ nhìn đó. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là gì, rồi là cái ở đây ta ta bỏ cái thứ nhất là ta bỏ cái data table này đi nhé, và ta ở đây ta bỏ luôn cái bộ, ta ở đây là ta ở đây là sum cell, ở đây là ok. Thế thì trong ở đây ta là cái này là nó chỉ lọc ra cái nó chỉ lọc ra cái này, thì ta để ta lọc hết ra. Đấy, hồi nãy ta có cái bộ lọc về này, như vậy là ở đây ta sẽ thấy ở đây là gì. Như vậy các bạn sẽ thấy ở đây là nếu các bạn này là nó là gì, là furniture, trong cái nhóm hàng furniture thì có ba cái nhóm hàng nhỏ hơn là bút, key, chair rồi đây, thì đây là cái tổng doanh số của nó. Đấy, và tương tự như vậy là trong từng cái nhóm hàng thì các cái nhóm hàng nhỏ thì nó có bao nhiêu nhóm hàng nhỏ và tổng doanh số nó có bao nhiêu. Cái này thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó có một cái như vậy. Cái chiều đầu tiên á, cái chiều đầu tiên á thì các bạn hình dung là cái category, tức là từng nhóm hàng, và trong từng nhóm hàng thì từng sub category nó như thế nào. Thì cái này các bạn có thể sắp sắp lại cho nó dễ nhìn, các bạn có thể sắp lại cho nó dễ nhìn nhé. Sắp lại cho nó dễ nhìn thì ai thì các bạn có thể, và sau đó các bạn level lên thôi, các bạn đưa cái tức là các bạn level lên, ví dụ như là cái data level lên, format lại cho nó dễ nhìn. Ví dụ như thế, thì ở đây các bạn tự điều chỉnh cái này cho nó đẹp. Thì cái này thì rất là đơn giản, là ở ngoài là cái từng nhóm hàng, còn trong từng nhóm hàng từng cái nhóm hàng nhỏ hơn nó như thế nào, và cái độ đo của mình tức là tổng cái sum của sale thôi. Và cái nữa là ở đây ta dùng hai cái độ đo, hai cái độ đo tức là gì, hai cái độ đo là theo từng tức là theo cái đường này á, cái đường màu xanh là tổng lợi nhuận, còn cái đường màu vàng là doanh số, và theo từng quý trong từng năm. Như vậy là ta có hai cái độ đo là sum của sale, sum của doanh số và sum của cái profit tức là lợi nhuận. Đấy. Thế thì ở đây ta đơn giản là ta sẽ hiển thị cái hộp hội thoại lên, và ta tương tự như vậy ta sẽ làm lại. Như vậy cái đầu tiên là các bạn sẽ lấy cái ví dụ như thế, ta sẽ lấy cái năm này, trong năm thì ta có từng quý này, ví dụ thế. Và ở đây ta lấy cái lợi nhuận sum của cái ta lấy cái lợi, lấy hai cái độ đo, cái độ đo thứ nhất là lợi nhuận và cái độ đo thứ hai là doanh số. Và ta chọn lại cái đồ thị cho nó phù hợp, tức là ta lấy cái loại đồ thị là đường, ở trong kia người ta gọi là đồ đường. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là ta sẽ có hai đường, ví dụ như năm 2014 rồi năm 2015, năm 2016, năm 2017. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây là nó có các cái hai cái đường như thế này thôi. Và tương tự như vậy các bạn có thể sửa lại, format lại cho nó dễ nhìn thôi. Thì cái này thì nó không có gì, tức là nó giúp cho các bạn có thể theo dõi được là cái doanh số và lợi nhuận thế nào. Thì và các thậm chí là các bạn có thể thấy ở đây là các bạn có thể thêm các cái đường xu hướng, ví dụ các bạn có thể thêm cái đường xu hướng vô để xem thử là nó như thế nào, ví dụ như thế. Các bạn thêm các cái đường xu hướng vô để các bạn có thể xem nó như thế nào. Đây, các bạn có thể thêm đường xu hướng, các bạn có thể thêm cái đường xu hướng ở bên này vô để đó, thì các bạn có thể biết được cái xu hướng tăng giảm vân vân. Cái cuối cùng, cái này thì ta chỉ dùng cái pivot table chứ không dùng pivot chart. Đấy, nó nhiều dữ liệu thì các bạn phân tích một chút này. Thì người ta yêu cầu các bạn thống kê cái tổng lợi nhuận mà theo cái mẫu như thế này. Và người ta chỉ chọn ra 2 năm thôi. Thì các bạn thấy là đầu tiên là cái trong từng cái, các bạn chú ý cho tôi nha, phân tích một chút nhé. Là ở đây cái trong từng hàng á thì nó có hai cấp. Cấp thứ nhất á, là từng cái nhóm hàng, là từng cái category. Thì trong từng nhóm hàng là từng thị trường như thế nào. Còn ở trong này là trên này cũng có cột, cũng hai cấp. Cấp đầu tiên là năm, và cấp thứ hai là trong từng năm á, thì từng cái nhóm khách hàng nó mang lại lợi nhuận bao nhiêu. Có nghĩa là cái con số này này, ví dụ tôi lấy con số này này, con số đầu tiên này này, 1933, có nghĩa là doanh số lợi nhuận của cái thị trường, tức là của cái nhóm hàng furniture ở thị trường châu Phi và của cái nhóm khách hàng là consumer, và trong năm 2016. Như vậy con số này các bạn hình dung là nó phản ánh thông tin của bốn cái, gọi là bốn cái chiều nhảy, chiều về nhóm hàng này,
chiều thị trường này, chiều khách hàng và chiều về thời gian. Đấy, thì cái con số này thì nó có ý nghĩa như vậy. Thế thì ta sẽ làm như sau. Cái này á thì ta bây giờ ta sẽ không cần cái gọi là cái bài vô chat nữa, thì ví dụ người ta xóa cái bài vô chat này đi nha, ta xóa đi. Và tương tự như vậy thì ta sẽ lấy cái danh sách ra và ta tương tự như vậy ta bỏ hết đi. Ta làm lại cho nó dễ. Thế đây đầu tiên á là ở đây là các bạn sẽ thấy là đầu tiên là cái category. Thì trong từng category này á, từng nhóm hàng này, từng thị trường nó như thế nào, thì các bạn có thể kéo xuống đại cũng được, thả này và vậy nữa. Tôi sẽ thấy ở đây là cái dòng là có hai cấp này, cấp thứ nhất là nhóm và cái thứ hai là thị trường. Như vậy tương tự cái cột cũng vậy, trong cái cột á thì đầu tiên là ta lấy từng năm, lấy từng năm của cái năm này ta thả vào trong cột này. Thì trong ở đây trong từng năm thì cái từng nhóm khách hàng nó như thế nào. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là ta từng nhóm khách hàng thì ta lại lấy cái nhỏ segment thả vào đây. Đó, như vậy các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều năm. Đấy, và cái ở giữa cái độ đo này là tổng cái lợi nhuận. Thế thì các bạn chỉ đơn giản các bạn chỉ kéo cái phần lợi nhuận này. Đấy, kéo cái phần lợi nhuận này các bạn thả xuống đây. Đó. Thế thì ở đây là nó có 4 5 năm gì đó. À, ví dụ như thế, nhưng mà người ta cần 2 năm thôi thì các bạn có thể lọc ra. Ví dụ như ở đây là ta sẽ lọc ra theo năm. Ở đây ta sẽ lọc ra là ta lấy cái năm này là ví dụ như thế, là ở đây là nó có rất nhiều năm này, thì các bạn có thể lọc cái năm này ra. Và ở đây là tất cả các năm, thì ở đây các bạn sẽ lọc ra, ví dụ như tôi lọc ra tôi lấy 2 năm thôi, tôi lấy 2 năm là 16 17 thôi. Đó thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái năm này thì ta đưa vào đây. Vậy các bạn sẽ thấy là ở đây là 2 năm này, năm 16, 2 năm, năm 16, năm 17. Thì trong từng năm các bạn có thể, ở trong này nó thiết kế rất là hay, là ở đây ví dụ như là các bạn có thể bấm vào đây á, là nó sẽ thu lại, gọi là roll up, tức là nó sẽ còn cái bấm vào đây nó sẽ đi chi tiết xuống, gọi là drill down. Ví dụ các bạn không muốn xem năm 2017 thì các bạn xem tổng quát thôi, và các bạn không cần thêm trong từng nhóm hàng. Ví dụ đây là các bạn có thể xem ở đây là trong cái năm 16, nhưng mà trong các bạn muốn xem từng nhóm hàng thì các bạn có thể từng nhóm khách hàng tương tự như vậy. Các trong năm 17 các bạn muốn từng nhóm khách hàng thì các bạn có thể bấm nó mở ra thì các bạn xem, thì vân vân, và các bạn có thể lọc theo nhiều cái điều kiện nữa, thêm nhiều cái điều kiện lọc nữa để các bạn có thể có một cái bảng dữ liệu nó nhiều chiều, và nó giúp cho các bạn có thể thống kê đầy đủ các khía cạnh mà các bạn cần quan tâm. Đấy, thì ở đây là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cách để các bạn là gì, là sử dụng cái pivot table này để các bạn có thể phân tích dữ liệu. Thì tóm lại là cái pivot table và pivot chart là một công cụ rất là hiệu quả, giúp cho các bạn có thể tổng hợp, thống kê, phân tích dữ liệu, và thêm vào đó thì các bạn có thể sử dụng pivot chart để các bạn có thể vẽ đồ thị, trực quan hóa cái dữ liệu mà các bạn đã tổng hợp từ pivot table. Xin chào các bạn.